phở lai cá về rồi. Úi dồi ôi, con này ngon thế nhở. À, nhưng mà chơi cái này thì có rủi ro gì không ta? Đây là đồ chơi công nghệ lại còn phải điều khiển nữa. Chắc là có rủi ro đấy anh em nhở. Chúng ta hãy cùng đến với ba cái rủi ro mà anh em sẽ phải chấp nhận khi sử dụng flycam. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel YouTube của Linh Kiện RC. Ngày hôm nay thì anh em thấy tôi mặc một chiếc áo thợ điện nước như này, tại vì ngoài công việc review về flycam đồ chơi mô hình thì tôi còn kiêm luôn sửa điện nước anh em ạ. Anh em nào hay đi công tác mà nhà cần sửa điện nước thì cứ gọi tôi hứa là chỉ sửa điện nước thôi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề về những rủi ro mà anh em sẽ phải chấp nhận khi sử dụng flycam. Sử dụng flycam là một đồ chơi công nghệ và là một thiết bị bay. Vì vậy, khi mà anh em sử dụng nó thì anh em đồng nghĩa với việc là anh em sẽ chấp nhận một số các cái rủi ro nhất định. Tất nhiên khi mà có rủi ro thì chúng ta sẽ có những cái phương án để phòng ngừa cái rủi ro đó. Thì mời anh em đến với clip sau đây nhá. Đầu tiên, flycam là một sản phẩm về công nghệ. Vì vậy cho nên là nó sẽ có các yếu tố về linh kiện điện tử bên trong để nó có thể hoạt động được. Các cái mạch điện này, các cái cảm biến này, những cái về gimbal, camera, rất nhiều các thứ. Nhưng mà nó không giống như điện thoại, anh em có thể đút vào trong túi quần, nó không bị chịu những cái yếu tố ảnh hưởng của môi trường. Mà flycam này nó bay ở trên trời và nó sẽ phải chịu những cái tác động như là tác động về độ ẩm, không khí này và gió này. Chưa kể là mưa, gió, bão, anh em đang bay bị mưa bất chợt. Vì vậy cho nên là với cái thiết bị flycam này chúng ta sẽ cần phải có một cái yếu tố bảo quản nhất định và có một cái quy chuẩn về bảo quản khắt khe một chút. Anh em cũng nên có một cái tủ chống ẩm hoặc là ít nhất là chúng ta nên để ở những nơi mà khô ráo để phòng ngừa các cái rủi ro về có thể ẩm mốc mạch điện bên trong, giúp tăng cái độ tuổi thọ của máy bay lên. Ngoài ra, viên pin để sử dụng cho flycam này là một cái viên pin khá là đặc biệt. Khi mà cái công nghệ trên pin của nó và cái dòng xả của nó tương đối cao, để một lúc nó có thể xả được rất nhiều điện để nuôi được bốn cái động cơ này. Vì vậy cho nên là anh em cũng lưu ý về các vấn đề về bảo quản pin. Linh Kiện RC cũng đã làm cái clip về hướng dẫn bảo quản pin flycam đúng cách rồi. Anh em có thể xem lại cái clip này. Đó chính là những cái yếu tố về công nghệ mà rủi ro mà anh em sẽ cần phải chấp nhận. Tất nhiên, giải pháp cho trường hợp này là gì? Đầu tiên anh em nên mua những nơi uy tín, đắt rẻ. Với vài trăm nghìn hoặc là 100-200 nghìn hay là mấy chục nghìn nó không quan trọng, hoặc là tiền ship nó không quan trọng so với một cái giá trị của một chiếc máy, thậm chí có những máy lên đến mấy chục triệu. Vì vậy cho nên là anh em hãy cân đối mua ở những cái nơi uy tín và có hỗ trợ tốt nhất cho người dùng, để chẳng may khi mà anh em có rủi ro thì còn có người hỗ trợ anh em xử lý những cái vấn đề đó. Khi mà nếu mà không có hỗ trợ ấy thì lúc đó thì nó sẽ gặp rất nhiều các cái rắc rối, và đặc biệt là các cái linh kiện này để mà khó tìm kiếm ở tại Việt Nam thì nó cũng tương đối là khó. Vì vậy cho nên là anh em hãy cân đối ở những cái yếu tố về rủi ro và những cái hỗ trợ khi mà anh em sử dụng một chiếc flycam như thế này. Thứ hai, flycam là một phương tiện điều khiển. Vì vậy cho nên là anh em sẽ phải bỏ thời gian ra để học điều khiển nó. Nếu như anh em không học điều khiển mà sử dụng luôn thì có thể sẽ bị rủi ro về va chạm, đâm đụng, hoặc là điều khiển không tốt thì có thể bị hỏng hóc luôn. Không phải nguyên nhân hỏng hóc từ môi trường, từ những cái yếu tố tác động, mà hỏng hóc luôn từ anh em luôn, là anh em điều khiển chưa quen mà bị đâm vào tường. Và thực tế là Linh Kiện RC đã nhận được rất nhiều các cái trường hợp như thế này, khi mà anh em mới mua về phát đã sử dụng ngay, không cần sạc pin, không cần bảo quản, không cần phải xem clip hướng dẫn, mà anh em đã mang ra để bay rồi. Thì điều đấy nó sẽ gặp rất nhiều các cái rủi ro do yếu tố điều khiển của con người. Vì vậy cho nên để khắc phục trường hợp này, anh em hãy bỏ ra một chút thời gian, 30 phút đến 1 tiếng, nó không mất quá nhiều thời gian để sử dụng một cái thiết bị như này. Anh em cứ nôm na hiểu rằng khi mà anh em đi ô tô hay xe máy, anh em phải bỏ ra thậm chí là hàng tháng trời, thậm chí là cả năm để anh em có thể điều khiển, tập lái thành thạo một chiếc cái phương tiện như vậy. Thì với một cái phương tiện bay flycam như thế này, thực ra điều khiển nó rất là đơn giản. Nhưng vấn đề là anh em có tìm hiểu hay không, và bay có cẩn thận hay không, có lựa chọn những nơi trống thoáng, thoải mái để anh em có thể dễ điều khiển hay không. Giống như anh em mới đi tập đi lái xe máy hay ô tô thì anh em cũng đều nên ra những nơi trống thoáng đúng không? Thì vì vậy flycam cũng vậy anh em ạ. Và yếu tố thứ ba đó chính là yếu tố về pháp lý và điều khiển phương tiện. Flycam ngoài các yếu tố về công nghệ thì nó còn là một yếu tố về phương tiện bay, phương tiện điều khiển. Cũng giống như ô tô và xe máy, thì khi mà anh em điều khiển các phương tiện này thì bản chất là anh em phải chịu sự quản lý. Giống như anh em đi học lái bằng lái xe hay là bằng lái ô tô hay là bằng lái xe máy, thì đó cũng là cái giấy phép bay, giấy phép sử dụng, giấy phép điều khiển phương tiện. Thì với flycam cũng phải có cái sự quản lý như vậy. Đó là tại Việt Nam,
Thực ra nó không phải là yếu tố về cấm hay không cấm, mà anh em cần phải có cái giấy phép để sử dụng. Tất nhiên, ở câu chuyện thực tế thì anh em có thể điều khiển mà không cần giấy phép. Nhưng đấy là cái chuyện mà anh em tự chịu với cái vấn đề đó của mình. Cũng giống như anh em đi ra ngoài đường mà không mang theo giấy tờ xe, không mang theo đăng ký, không mang theo bằng lái, và anh em không chứng minh được là anh em có giấy phép để sử dụng cái xe máy đấy hoặc là xe ô tô đấy, không sao cả. Nhưng nếu có rủi ro xảy ra thì nó cũng sẽ là một cái rủi ro mà anh em sẽ phải chịu trách nhiệm vì cái vấn đề điều khiển của mình. Tất nhiên thì với mục đích tốt về quảng bá du lịch hoặc là ghi lại những khoảnh khắc đẹp, mục đích cho cá nhân, mục đích để quảng bá cho một cái khu du lịch, địa điểm thì đó là một cái mục đích tốt. Nhưng anh em cũng nên lưu ý rằng chúng ta hãy nên tránh, hạn chế chơi, hoặc là nên không, tốt nhất là không nên chơi những nơi nhạy cảm, những nơi mà đông người, những nơi mà bị ảnh hưởng đến người khác thì chúng ta không nên sử dụng cái phương tiện này. Nếu như anh em mà theo quan điểm là tập lái và anh em nơi tra nơi trống thoáng không ảnh hưởng đến ai thì tôi nghĩ rằng điều đấy nó cũng không quá là khó khăn khi mà anh em tập một cái điều khiển một cái phương tiện như thế này. Vì vậy cho nên anh em hãy lưu ý các cái vấn đề về an toàn cũng như là vấn đề về quản lý nha anh em nhá. Anh em hãy nên chơi ở những nơi rộng trống thoáng như tôi hay chơi như thế này này. Thì nó là một bộ môn giải trí mà, cho nên là anh em chơi và ghi lại những khoảnh đẹp của anh em, của riêng anh em thì không vấn đề gì cả. Mục đích của chúng ta là mục đích tốt đẹp cả, mang đến cho những cái giá trị hình ảnh đẹp cho cộng đồng, cho những người muốn trải nghiệm những hình ảnh trên cao thì đó hoàn toàn là những cái mục đích tốt cả. Như anh em hãy lưu ý tránh làm ảnh hưởng đến người khác và tránh có những cái mục đích nó không được vui vẻ cho lắm, thì anh em hãy không nên sử dụng flycam với những cái mục đích không tốt. Vâng, trên đây là ba cái rủi ro mà anh em sẽ phải chấp nhận khi sử dụng một cái phương tiện điều khiển như thế này. Cũng giống như các cái phương tiện điều khiển khác thì flycam cũng giống như ô tô hay xe máy, thì anh em khi mà điều khiển và ra ngoài đường lưu thông thì chúng ta sẽ có những cái rủi ro nhất định về va quệt, va chạm hoặc là đâm đụng. Thì điều đó là anh em nên xác định và chấp nhận những cái rủi ro đấy. Vấn đề là chúng ta hãy kiểm soát cái rủi ro đấy làm sao để ở mức an toàn nhất và tỷ lệ rủi ro là thấp nhất anh em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em rất nhiều. Những lưu ý với anh em là tôi có kiêm cả sửa điện nước anh em nhá. Anh em nào cần sửa điện nước mà hay đi công tác, cần người sửa điện nước thì cứ gọi tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em rất nhiều.